khiêm nhường và kiên nhẫn. Đừng quá bận tâm phân biệt đúng sai. Đức Phật. Khi thực hành buông xả bám chấp vào sở hữu của cải, người thân, thói quen hay thế giới quan bảo thủ của mình, lòng tự tôn của bạn sẽ dần được thay thế bởi đức tính khiêm nhường. Chừng nào còn bám chấp vào hình tướng, tuổi tác, tiền tài hay bất cứ thứ gì, bạn sẽ chẳng muốn nhún nhường ai trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tâm buông xả và cởi mở sẽ giúp bạn sẵn sàng đón nhận những bài học tuyệt vời của cuộc sống. Bạn cởi bỏ lớp áo phòng thủ và nhận ra tất cả đều là cơ hội thực hành giáo pháp. Chẳng có gì có thể làm bạn tổn thương hay hổ thẹn. Nếu biết chấp nhận chính mình, mọi phút giây trong cuộc sống sẽ trở thành cơ hội trải nghiệm. Tiếng nói của lòng kiêu mạn tự hào luôn ồn ào lấn lướt, ngăn cản ta lắng nghe tâm sự của mọi người. Sự ngạo mạn khiến ta nghĩ rằng mình là kẻ hiểu biết, thông minh, giỏi giang hơn. Nó cũng khiến ta đóng chặt cửa và tự đánh mất cơ hội của mình. Đức tính khiêm nhường giúp ta có khả năng lắng nghe, thấu hiểu, biết cởi mở, đón nhận kiến thức mới mẻ. Nhờ đó, bạn sẽ có cơ hội mau chóng trưởng thành. Mãi đến cuối cuộc đời mới khám phá được rằng thật ra để nói tôi không biết không hề khó. Somerset Maugham. Bạn không nên tự mãn với các kỹ năng và thành quả của mình. Mặc dù về tương đối chúng có vai trò quan trọng, nhưng đây chỉ là những công cụ giúp bạn làm tốt công việc nhất định, chứ không giúp xác định giá trị đích thực của bạn. Ví dụ, có thể bạn rất giỏi máy tính, bạn là chuyên gia công nghệ, nhưng cũng chớ vội tự mãn, vì đến lúc phải thể hiện tài năng ca hát thì việc bạn là phù thủy máy tính chẳng có ý nghĩa gì. Ta nên biết rằng trong nhiều lĩnh vực mình hoàn toàn là kẻ vô dụng. Chúng ta cần hiểu rằng mọi giá trị địa vị đều có tính tương đối, tất cả mọi người đều như vậy. Hiểu biết này giúp sự tự mãn của ta dần lắng xuống. Nhiều người dễ buồn lòng khi thấy mình kém cỏi trên nhiều phương diện. Tôi nghĩ rằng đó là vì chúng ta quá đề cao bản thân. Bản ngã của ta bị tổn thương, nó khiến ta bực tức, chống chế trước những yếu kém của bản thân, hoặc tự cảm thấy mình như kẻ vô dụng. Nếu có thể làm mọi việc với tâm buông xả, việc ta có là chuyên gia hay không sẽ không còn quan trọng nữa. Chúng ta có thể đem hết khả năng của mình vì lợi ích mọi người, đồng thời cũng không e ngại rụt rè vì những khiếm khuyết nhược điểm. Hãy chớ băn khoăn và học cách để cảm xúc này trôi đi. Đức tính kiên nhẫn. Thực tập kiên nhẫn là cánh cửa dẫn đến giác ngộ. Lòng kiên nhẫn như không khí cho ta dễ thở hơn và giúp tư duy của chúng ta thêm khoáng đạt. Kiên nhẫn giúp chúng ta dễ tìm ra tiếng nói chung và chấp nhận thực tế. Mọi việc sẽ trở nên tốt đẹp hơn nhiều khi ta biết nhẫn nhịn. Ngược lại, thiếu sự kiên nhẫn, bạn tự nhốt mình trong không gian ngột ngạt tù túng, tạo điều kiện cho tham vọng và giận dữ sai khiến mình. Nhăn nhó, bực tức chẳng giúp ích gì ngoài việc khiến cho cuộc sống ta thêm mệt mỏi. Hãy hòa nhịp với quy luật của thiên nhiên. Bí mật của thiên nhiên chính là sự kiên nhẫn. Ralph Waldo Emerson. Cuộc sống sẽ trở nên giàu ý nghĩa khi bạn biết kiên nhẫn và có tấm lòng bao dung độ lượng. Tuy vậy không dễ dàng để có được những đức tính ấy. Đó là lý do tại sao cuộc sống của chúng ta đôi khi ọp bẹp như chiếc bàn cũ kỹ. Trước đây tôi từng có một chiếc bàn ăn kiểu Anh xưa cũ đến nỗi mỗi khi lại gần nó lung lay và kêu cọt kẹt. Bạn không dám đặt lên vật gì nặng vì e ngại rằng nó sẽ bị sập. Cuộc sống không có lòng kiên nhẫn và bao dung cũng gần giống như vậy, rất mong manh và dễ sụp đổ. Lòng kiên nhẫn chính là nền tảng vững chắc cho cuộc sống, giúp bạn có được lòng quả cảm và có khả năng đối diện mọi thử thách khổ đau. Khi chúng ta đau khổ, đức kiên nhẫn tiếp thêm cho chúng ta sức mạnh. Ta sẽ không đầu hàng, tuyệt vọng để vững tâm kiên trì hành thiện.
Ta cảm thông với những người khác cũng đang trải qua khổ đau như mình, và hướng lòng bi mẫn tới họ với tâm nguyện họ sẽ cùng vượt qua nỗi đau. Chữ nhẫn cực kỳ cần thiết ngay cả khi bạn đang vui vẻ, vì khi đó ta rất dễ bị cảm xúc cuốn trôi, hoặc bạn sẽ tự cao tự mãn, hoặc không tự bằng lòng, biết đủ mà tham lam và muốn nhiều hơn nữa. Nếu bạn là người giàu nhất làng, bạn hợm mình và xem thường người khác. Nếu bạn luôn tự hào về sắc đẹp của mình, khi xuất hiện vài chiếc mụn hay nếp nhăn, bạn sẽ rất khổ sở. Có lúc bạn lại ghen tị với người giỏi hơn mình. Khi biết nhẫn thì hạnh phúc, sức khỏe hay giàu có không làm bạn khởi tâm kiêu ngạo, vì bạn biết rằng vạn pháp đều vô thường. Thay vì hợm hĩnh coi thường người khác, bạn biết tri ân những nghiệp lành của mình. Đại nhẫn nhục chính là đức khiêm nhường. Đại thiền định là tâm không thù xả. Đại trí tuệ là khả năng nhìn thấu suốt bản chất thế giới hiện tượng, vượt lên trên mọi sắc tướng bên ngoài. Đức Atisa. Thực hành nhẫn nhục không hề đơn giản đối với hành giả bắt đầu tu tập. Kiên nhẫn và bao dung đòi hỏi thấu hiểu và trí tuệ. Thật khó để có cái nhìn độ lượng đối với những gì đi ngược lại với chuẩn mực đạo đức của mình. Những điều chúng ta thường cho là đúng, sai, tốt, xấu. Khi thấy ai đấy đã hành xử sai trái, bạn cảm thấy rất khó chịu, vì luôn muốn mọi thứ và người khác phải vừa vặn với thế giới quan của mình. Mặc dù với bản chất và hoàn cảnh chúng ta rất tương đồng, nhưng hầu hết mọi người lại chấp thủ và khước từ sự cảm thông chia sẻ. Hãy thử suy ngẫm liệu chúng ta có lý do để tự cao tự đại. Rốt cục chúng ta hoàn toàn không biết điều gì sẽ xảy ra trong phút giây kế tiếp. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là ta sẽ phó thác cho số phận, mặc kệ để người khác chà đạp và lạm dụng. Thông điệp tôi muốn gửi đến các bạn là với lòng kiên nhẫn, bạn sẽ trưởng thành hơn trong khi vẫn giữ được lòng quả cảm, không chịu khuất phục trước nghịch cảnh. Khó khăn không trói buộc được bạn, bạn sẽ thôi than vãn tại sao lại là tôi, và ngừng lo sợ những điều tồi tệ gì sẽ đến ngày mai. Thay vào đó, bạn sẽ tập trung tìm kiếm giải pháp làm thế nào để tiến bộ hơn. Tất nhiên không hề dễ dàng, nhưng hãy bắt đầu bằng cách trưởng dưỡng lòng từ bi, rồi bạn sẽ làm được. Ví dụ, nếu ai đó cư xử không tốt với bạn, thì thái độ này hẳn phải có nguyên do nào đó. Bạn nên tìm hiểu con người ấy và quan chiếu tại sao anh ta lại khó chịu, cáu giận với mình. Có thể anh ta bị dẫn dắt bởi những chi kiến sai lầm. Có thể anh ta chưa hiểu bạn, hoặc cũng có thể bạn đã làm điều gì đó khiến anh ta phật lòng. Khi đã hiểu nguyên nhân, những cảm xúc nóng giận trong bạn sẽ bị chặn đứng. Thậm chí nếu anh ta hành xử rất tệ đi nữa, thì đơn giản bạn chỉ cần tránh, không phan duyên, không để mình tiếp tục dính mắc vào đối tượng, tình cảnh và xúc tình tiêu cực. Bạn cũng cần thành thật với chính mình. Khi ai đó nói xấu hoặc thêu dệt đồn đại những chuyện phiếm về bạn, xin đừng mất công tủi thân mà hãy buông bỏ để bình thản bước tiếp. Nếu câu chuyện họ kể có một phần sự thật, bạn hãy quán chiếu nhìn lại bản thân để hoàn thiện mình hơn. Nhưng sau đó phải biết xả bỏ những tiếc nuối ân hận. Biết để lại quá khứ sau lưng chính là cách thức hiệu quả để thực hành hạnh kiên nhẫn và xả ly trên con đường đạo. Đỉnh cao của đức kiên nhẫn là thiên đường hạnh phúc. Châm ngôn Tây Tạng. Thiền quán giúp trưởng dưỡng hạnh kiên nhẫn. Khi dành thời gian để suy ngẫm về cuộc sống hàng ngày của mình, cũng là lúc bạn nghĩ về cách giải quyết mọi vấn đề. Nhờ đó, bạn rút ra những bài học kinh nghiệm quý giá, ghi nhớ cách ứng xử cho những tình huống tương tự trong tương lai. Suy ngẫm quán chiếu mọi việc giúp tâm bạn thảnh thơi và sáng tỏ nhiều điều. Thực hành đó đồng thời tạo khoảng không gian cần thiết cho lòng kiên nhẫn phát triển. Hãy suy ngẫm và cảm nhận thật sâu sắc bằng cả trái tim mình. Hôm nay ai đó đã làm bạn rất khó chịu, bạn không thể
kiềm chế được và đã phản ứng lại. Ngay lúc ấy, bạn cảm thấy họ đáng bị trừng phạt vì thái độ, hành động và lời nói của họ. Nhưng có lẽ bản thân cảm giác tức giận cũng chẳng dễ chịu chút nào. Vì vậy, hãy quán chiếu xem bạn cần ứng xử với những tình huống tương tự sau này như thế nào. Mặt khác, cũng đừng trở thành người thụ động yếu đuối. Hãy học cách bày tỏ quan điểm một cách điềm tĩnh nhưng cương quyết. Người kiên nhẫn là người hiểu biết, họ hiểu điều gì đang diễn ra quanh mình. Bạn có thể xử lý mọi tình huống một cách êm thấm, nhẹ nhàng. Bạn không làm ầm ĩ mọi chuyện, lên giọng hay nổi nóng, vốn là những biểu hiện của sự thiếu định tâm. Quán chiếu và thiền định giúp ta tăng cường khả năng tự làm chủ tính khí và các xúc tình tiêu cực. Thiền định như thế chính là sự thích nghi, nghĩa là bạn học cách làm quen với những trải nghiệm cũng như cảm xúc của mình và mọi người. Ngày hôm nay có thể bạn chưa quen và thấy khó khăn, nhưng nếu kiên trì rèn luyện hàng ngày, sau 1 hoặc 2 tuần bạn sẽ cảm thấy khá hơn. Sau 1 hoặc 2 tháng bạn bắt đầu kiên nhẫn hơn, và sang năm bạn sẽ vượt qua tất cả chướng ngại đến từ các mối quan hệ. Lòng kiên nhẫn cần được rèn luyện. Một bậc thượng sư kim cương thừa nổi tiếng có rất nhiều đệ tử. Một ngày nọ, có một người đến xin được làm đệ tử của ngài. Bậc thượng sư hỏi: "Dĩ nhiên ta sẽ chấp thuận, nhưng con có những phẩm hạnh gì?" Người đệ tử đáp: "Dạ thưa, con chẳng có gì cả." Bậc thượng sư hỏi nhiều lần, nhưng vị đệ tử vẫn trả lời như vậy, vì anh ta chỉ muốn xin làm đệ tử của ngài. Cuối cùng, cảm thấy mình cần nói một điều gì đó, anh ta trả lời: "Con có tiếng là người nhẫn nhục, không bao giờ nóng giận." "Ồ," bậc thượng sư nói, "đó là phẩm chất quan trọng nhất. Ta chấp nhận con là đệ tử của ta." Tại buổi thuyết pháp hôm sau, bậc thượng sư tuyên bố trước đại chúng: "Từ trước đến giờ, tăng đoàn chúng ta rất an bình và không gặp phải bất cứ rắc rối nào. Nhưng từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ phải rất cẩn thận. Trong tăng đoàn của ta có một tên đạo trích. Mặc dù chúng ta chẳng có gì đáng giá để mất ngoài một ít thức ăn và quần áo, chúng ta vẫn nên để ý vì tên trộm đứng ngay kia." Bậc thượng sư chỉ tay về phía người đệ tử nọ. Anh ta cảm thấy vô cùng bối rối và xấu hổ, nhưng không biết nói gì. Trước bậc thầy, mồ hôi vã ra đầm đìa. Sự việc cứ diễn ra như vậy trong vài tháng. Bậc thượng sư tuyên bố trước hàng nghìn đệ tử: "Có ai bị mất trộm thứ gì không? Vì hắn trộm đồ rất giỏi, nên ta lúc nào cũng lo lắng cho các con." Cuối cùng, sau một thời gian dài không thể chịu đựng và nhẫn nhục hơn nữa, vị đệ tử nọ vô cùng tức giận, hét lên trước tất cả mọi người: "Ai nói tôi là kẻ trộm?" Bậc thượng sư nhìn anh: "Chẳng phải con từng nói rằng con chẳng bao giờ biết giận dữ hay sao? Ta tưởng con không còn chút sân hận nào, nhưng thực tế là vẫn còn, đúng không nào?" Lúc đó, vị đệ tử chợt như tỉnh giấc mộng và nhận ra rằng sự sân giận vẫn hiện hữu. Anh đã có được bài học về đức tính nhẫn nhục nhờ lòng bi mẫn của thượng sư, và từ đó tinh tấn để trở thành một trong những đại đệ tử sau này của ngài. Thực hành nhẫn nhục. Sẽ rất khó để thực tập nhẫn nhục khi chẳng có gì phải nhẫn. Khi mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, bạn cảm thấy an ổn và chẳng ai làm phiền mình. Trên thực tế, hạnh nhẫn nhục chỉ có ý nghĩa khi được kiểm chứng trong những tình huống xung đột của cuộc sống. Do vậy, nếu ai đấy chọc tức và làm điều gì đó khiến bạn phát điên, họ chính là bậc thầy thực sự của bạn. Dĩ nhiên, vào giây phút ấy, bạn khó có thể minh định điều này và vẫn thấy họ như kẻ thù chọc phá mình. Lúc đó, tôi mong bạn tỉnh táo nhận ra họ đang trao cho bạn cơ hội để thực hành nhẫn nhịn. Vì vậy, hãy nắm bắt lấy dịp may bất cứ khi nào hoàn cảnh cho phép.